Tử vi thứ 6 ngày 8 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 âm lịch ngày nhâm tất tháng đinh mùi, năm nhâm dần. Xung ngày, bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần, bính tất xung tháng, kỷ sửu. Tân sửu tử vi ngày 8 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp. Thứ sáu này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 8 tháng 7 năm 2022 một số điểm yếu do kiếp tài gây ảnh hưởng chỉ khiến con giáp tuổi Tý cảm thấy tự ti và muốn sống khép mình. Thế nhưng, lời khuyên cho bạn trong ngày này đó là dù buồn hay vui. Hãy nỗ lực để chia sẻ những cảm xúc thật của mình và kết nối với mọi người xung quanh nhiều hơn. Nhờ thế, tâm trạng của bạn cũng khá hơn đấy. Thổ thủy sung khắc khuyên bản mệnh hãy dành thời gian để chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn nhé. Tắt điện thoại đi, cho bạn thời gian để nghỉ ngơi, lắng nghe những cảm xúc nội tâm. Điều đó rất quan trọng. Ngày 8 tháng 7 năm 2022 là ngày ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, đen, đỏ quý nhân phù trợ, thìn, dần. 2. Tuổi Sửu ngày 8 tháng 7 năm 2022 trong ngày có chính quan chỉ lối, hãy để tiềm thức thay bạn nhìn nhận, đánh giá mọi thứ. Bởi vì bản năng sẽ không khiến bạn mắc sai lầm ngày hôm nay đâu con giáp tuổi Sửu nhé. Đây là ngày mà những cảm nhận trực giác của bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ và nhạy bén đấy thổ khí vượng khiến cho sức khỏe của bạn sôi sụt khỏi yên nếu ai đang ốm bệnh nên hạn chế đi lại dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bản mệnh chớ nên lười vận động hãy thường xuyên đi lại di chuyển nhẹ nhàng sẽ tốt hơn là ngồi một chỗ trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài phòng và giường ngủ của thai phụ do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, xám, trắng quý nhân phù trợ tị, dầu. 3 tuổi dần ngày 8 tháng 7 năm 2022 tam hợp giúp con giáp tuổi dần nhận ra những tranh cãi trước đây đôi khi là cần thiết. Thực tế là hai bạn càng yêu nhau thì lại càng không cãi nhau lâu được. Với hai người, mâu thuẫn là để thấu hiểu nhau hơn. Thực thần ghé thăm hứa hẹn sẽ mang tới tin vui cho con giáp tuổi dần. Dường như bạn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để bắt đầu một dự án mới mẻ nào đó vậy thì thứ sáu này chính là cơ hội tốt rồi đấy đừng trần chờ thêm nữa nhé đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay thổ mộc xung khắc khiến sức khỏe của bản mệnh lúc này không được đảm bảo thường xuyên có cảm giác mệt mỏi nhưng đừng vì thế mà lười tập thể dục bạn không cần tập quá sức chỉ cần vài động tác cơ bản để giãn gân cốt trong lúc này cũng là tốt lắm rồi giờ tốt 11 giờ, 13 giờ màu sắc cắt tường trắng, vàng quý nhân phù trợ dậu tí. 4. Tuổi mão ngày 8 tháng 7 năm 2022 xem tử vi trực tuyến ngày 8 tháng 7 năm 2022 lục hợp xuất hiện giúp cho người tuổi mão rất dễ có được sự đồng thuận với đồng nghiệp hoặc người thân nhờ đó mà bạn quyết định dễ và nhanh hơn mọi thứ vì thế mà được sắp xếp lại một cách gọn gàng thuận lợi hơn cho bạn tuổi mão hãy giải quyết mọi vấn đề về tiền bạc nợ nần nếu bạn muốn đầu óc thanh thản ngay hôm nay ảnh hưởng của thương quan sẽ gia tăng những rắc rối cho bạn nếu không cẩn trọng nếu bạn có một khoản nợ khó đòi nào đó thì cũng nên kiên quyết để thu hồi tiền bạc thay vì quá cả nể nhé ngũ hành xung khác cho thấy các cặp đôi dễ có bất đồng cũng chỉ vì không hiểu ý nhau. Nếu bạn là người nhanh hiểu thì nên kiên nhẫn hơn một chút để chờ người ấy, nếu bạn là người chậm thì cố gắng đẩy nhanh tốc độ thêm chút nữa để người khác đỡ bực mình nhé. Giờ tốt. 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, nâu, đen quý nhân phù trợ, mão, thìn. Nam. Tuổi thìn ngày 8 tháng 7 năm 2022 ảnh hưởng của Lục xung nên có nhiều cặp đôi tuổi thìn có thể mâu thuẫn, tranh chấp về vấn đề gì đó. Có thể cả hai đang trải qua thời gian khó khăn nên khó thống nhất về chuyện tiền nong, hãy cùng cân đối lại cuộc sống và chọn lối sống tiết kiệm hơn bạn nhé. Thiên quan nhắc nhở bạn không phải là ngày để con giáp tuổi thìn tiến hành mọi công việc một cách quá nghiêm túc, nên biết xem nhẹ mọi khó khăn khi bạn hồ nghi điều gì đó, hãy mỉm cười và lắng nghe. Việc đảm bảo an toàn rất quan trọng trước khi nghĩ tới bất kỳ một kế hoạch nào khác, do đó, mọi việc và biện pháp bạn cần làm là giữ cho mọi thứ ổn định, tránh bị mất tiền. Giữ được chữ tín với mọi người. Lòng tham sẽ không có chỗ cho bất kỳ trường hợp nào vào lúc này. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, hồng, trắng quý nhân phù trợ, hợi, sửu. 6. Tuổi tỵ ngày 8 tháng 7 năm 2022 thiên tài mang đến tin vui về tiền bạc đó có thể là một số con giáp tuổi tỵ được hưởng tiền thừa kế hoặc nhận được lương từ nghề phụ. Bạn có thể may mắn hơn người khác nhưng cần tận dụng cơ hội chứ không phải lãng phí nó bằng những việc làm vô ích đâu nhé. Ngũ hành tương sinh cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Theo Hải Thượng Lãn Ông Ngày 10 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, đỏ. Hồng quý nhân phù trợ thân, thìn. 7. Tuổi ngọ ngày 8 tháng 7 năm 2022 tam hợp cho thấy tình cảm hai người càng mặn nồng sau thời gian thử lửa khi có chút sóng gió. Tình yêu hai bạn như được đặt lên bàn cân và có thêm cơ hội thử thách niềm tin cho nhau. Bạn và người ấy dần chấp nhận một số mặt chưa tốt của nhau để cùng giúp nhau hoàn thiện bản thân hơn. Sự cố chấp của con giáp tuổi Ngọ được tháo bỏ khi trong ngày chính tài có người chỉ cho bạn những khái niệm hay ho về tài chính, tiền bạc mà lâu nay bạn hiểu nhầm và thường có quyết định sai lầm. Chỉ việc này thôi cũng đã giúp bạn rút kinh nghiệm và tiết kiệm được số tiền lớn ngay khi áp dụng lý thuyết vừa được học. Thổ Hỏa tương sinh mang tới những tin vui liên quan tới sức khỏe. Nếu ai đang chữa bệnh thì lúc này nhanh hồi phục nhiều người kiên trì giảm cân và đã có được số cân nặng như mơ ước. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường tím, hồng quý nhân phù trợ, mùi tuất. 8, tuổi mùi ngày 8 tháng 7 năm 2022 mùi tuất tương phá dự báo có người gây thêm rắc rối, căng thẳng cho mối quan hệ của người tuổi mùi và một nửa của mình. Điều quan trọng là bạn đừng tin người ngoài hãy đánh giá người ấy bằng cảm xúc chân thật nhất mà bạn đang có với họ nhé người tuổi mùi hãy tự tin thể hiện năng lực trong ngày có chính quan đi nhé khi bạn nhìn nhận và tôn trọng giá trị của bản thân thì mọi người mới có thể tôn trọng và yêu quý bạn hãy cho mình cơ hội để thể hiện con người bạn thay vì chỉ nhìn nhận vấn đề ở một góc độ nhất định nào đó đây là ngày mà bạn có được câu trả lời cho những vấn đề mà mọi người đang thắc mắc kiếm tìm khả năng tư duy và nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tổng thể giúp bạn có thể xác thực mọi thứ một cách rõ ràng hơn tất thay. Giờ tốt, 5 giờ, 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân, phù trợ, tị, giàu. Chín. Tuổi thân ngày 8 tháng 7 năm 2022 tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, nhờ có tam hội che chở mà mọi vấn đề rắc rối nơi gia đình của tuổi thân sẽ tự đi vào quỹ đạo quen thuộc. Giúp cho bạn có một ngày tinh thần được giải tỏa, hãy tập trung vào những cảm xúc tích cực của đời sống, đừng thờ ơ với những người yêu thương. Cuộc thảo luận sôi nổi và nghiêm túc về những giá trị sẽ khiến cho con giáp tuổi thân suy nghĩ một lần nữa về mọi việc có vẻ như ảnh hưởng của thiên ấn khiến bạn có nhiều ý tưởng nhưng cũng có thể khiến bạn trở nên thiếu quyết đoán và có một chút bối rối khi đứng trước một quyết định nào đó thổ kim tương sinh giải tỏa hết những áp lực căng thẳng cho bản mệnh nhờ đó mà sức khỏe cũng được cải thiện những ai đang ốm bệnh nhưng nhờ tinh thần lạc quan mà cơ thể cảm thấy mạnh khỏe hơn nhanh hồi sức hơn cảm thấy tươi vui hơn Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, tím, hồng quý nhân phù trợ, tuất mão. Mười Tuổi dậu ngày 8 tháng 7 năm 2022 dậu tuất tương hại nhắc nhở người tuổi dậu dù có nhiều ý tưởng, kế hoạch nhưng đừng tính xa xôi quá, hãy thực tế hơn với hiện tại, tiến hành từng bước một cách cụ thể. Rõ ràng, rồi bạn sẽ làm được nhiều hơn hiện tại khi mà mọi thứ đã ổn định hơn. Người tuổi dậu đừng trần chờ gì nữa vì có chính ấn bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh đấy. Mọi người sẵn sàng đồng lòng. Ủng hộ bạn, vậy thì hãy tự tin đảm nhận vai trò quan trọng ngày hôm nay thay vì bỏ lỡ cơ hội của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bạn. Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh dễ gặp may trong ngày này, một số rắc rối được tháo gỡ những cặp đôi cũng tìm được tiếng nói chung, giải tỏa được căng thẳng bấy lâu. Giờ tốt, một giờ ba giờ màu sắc cắt tường, bạc nâu quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Mười một, tuổi tất ngày 8 tháng 7 năm 2022 thiên quan khiến con giáp tuổi tất muốn duy trì sự chậm rãi và an toàn nhưng sự thật là bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn để thoát khỏi vòng an toàn thì mọi chuyện mới được như mong muốn có thể bạn sẽ không thành công ngay lập tức nhưng hãy kiên nhẫn và thực hiện từng bước cho đến khi bạn thấy được sự thay đổi một ngày mà sự nghiệp của trên đà phát triển hãy cho mình cơ hội được thả lòng thư giãn một lúc thay vì cứ chạy theo những mục tiêu cao vời và rồi mệt mỏi nhé chậm lại để quan sát cũng là một điều cần thiết Ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch là ngày can nhâm, ngày này không trị bệnh ở thận. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ dần. Thân mười hai tuổi hợi ngày 8 tháng 7 năm 2022 tỷ kiên dự báo có những thay đổi tưởng chừng như nhỏ bé bắt đầu có một tác động đáng kể đến cuộc sống của con giáp tuổi hợi, thậm chí hơn cả những gì mà bạn nghĩ. Hãy dừng lại để xem xét và tìm hướng khắc phục cho phù hợp nhé. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của bản mệnh lúc này, không ít người vì tham lam mà lao đao. Thậm chí vướng vào nợ nần một số người làm công ăn lương mua sắm quá nhiều nên hết sạch tiền lương. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, bản mệnh nếu khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Giờ tốt, 5 giờ 7 giờ màu sắc cắt tường, đen, hồng quý nhân phù trợ, ngọ thân.